Và để cho quý khách có thể hình dung được dễ dàng về bộ sản phẩm thì chúng tôi xin được phép đi vào chi tiết về từng bộ bàn ăn với mức giá từ thấp tới cao để quý khách có thể dễ dàng lựa chọn. Và như quý khách đang nhìn thấy trên video, chúng tôi đang cận cảnh quý khách thấy đó chính là bộ bàn ăn khung căm xe mặt gõ, được thiết kế với dạng mặt bàn bầu dục và chi tiết là 8 ghế. Thiết kế dạng cổ điển với phong cách châu Âu vô cùng đẹp mắt và sang trọng. Như quý khách đã nhìn thấy thì mặt bàn được chúng tôi phủ một lớp kiến dày vô cùng chắc chắn để hạn chế việc chạy xước trên mặt bàn. Mặt bàn với kích thước dài 1m93 và ngang là 91cm. Và đây là các đường vân gỗ trên mặt bàn, một lần nữa chúng tôi xin cận cảnh cho quý khách thấy. Các đường vân chạy dài một cách vô cùng tự nhiên và sống động, đem đến sự hài hòa cho nội thất gian phòng bếp gia đình bạn. Mặt bàn thiết kế dạng khung tranh cực kỳ hiện đại và trẻ trung. Như quý khách đã nhìn thấy thì phần dạ bàn được chúng tôi chạm các đường nét hoa văn vô cùng thanh thoát. Chân bàn được chúng tôi thiết kế với dạng hai chân trụ cực kỳ lớn. Trên mỗi chân trụ được chia ra làm 3 chân nhỏ với các đường uốn lượn vô cùng đẹp mắt và sang trọng. Và đây là từng nét chạm chỗ trên 3 chân nhỏ của bộ chân trụ này. Ở giữa hai chân trụ được chúng tôi thiết kế với một dạng thanh ngang để giúp quý khách có thể gác chân khi dùng bữa, cũng như đem lại nét sang trọng và hiện đại cho bộ sản phẩm. Và chi tiết tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu đó chính là 8 ghế của bộ bàn ăn này. Như quý khách đang nhìn thấy thì phần trương của bộ ghế thì được chúng tôi chạm hoa văn cực kỳ thanh mảnh. Phần lưng tựa với thiết kế khá là dày dặn và dạng tay cong, đem đến cái nhìn hiện đại trong năm 2018 này. Và đây là các đường nét chạm chỗ rất tỉ mỉ và sắc nét. Mặt ghế như quý khách đang nhìn thấy được chúng tôi thiết kế với dạng liền tấm cực kỳ bắt mắt và sang trọng. Chân ghế được chúng tôi thiết kế dạng uốn cong, đem đến cái nhìn hiện đại và thanh mảnh cho bộ sản phẩm. Và đây thì chúng tôi xin cận cảnh về đường vân cho quý khách nhìn thấy. Chúng tôi luôn lựa chọn những thân gỗ tốt nhất để có những đường vân đẹp nhất mang đến khách hàng. Bộ sản phẩm này với mức giá là 18.500.000 đồng rất phù hợp với mọi gia đình tiêu dùng việc nhỏ. Bộ sản phẩm này được làm từ 100% chất liệu gỗ gỡ đỏ cao cấp. Đây được xem là loại gỗ nhóm 1 và đang được các nhà thị trường gỗ săn lùng trong năm 2018. Mặt bàn vẫn được chúng tôi phủ một lớp kiến dày chắc chắn để hạn chế việc chạy xước trên mặt bàn. Dạ bàn vẫn được chúng tôi chạm từng đường nét hoa văn vô cùng thanh mảnh tuyệt đối. Và chân bàn vẫn được chúng tôi với thiết kế dạng quen thuộc, đó là hai chân trụ vô cùng lớn, đem đến cái nhìn chắc chắn và bề thế cho gia chủ. Với thiết kế 3 dạng chân cong vô cùng đẹp mắt và sang trọng. Và đây là chi tiết về chiếc ghế của bộ sản phẩm. Phần trương như quý khách đang nhìn thấy vẫn được chúng tôi chạm các đường nét hoa văn cực kỳ hiện đại và thanh mảnh. Lưng tựa được thiết kế với kiểu cách phong cách Á Âu vô cùng hiện đại, đem đến cái nhìn sang trọng cũng như là thanh mảnh cho bộ sản phẩm. Mặt ghế vẫn được chúng tôi thiết kế dạng liền tấm với các đường vân gỗ vô cùng tự nhiên và đẹp mắt. Chân ghế vẫn được chúng tôi thiết kế với dạng cong vô cùng hiện đại và hai phần chân ghế đứng vô cùng cứng cáp và chắc chắn. Và bộ bàn ăn hình chữ nhật với mức giá vô cùng mềm mại là 26.500.000 đồng. Video tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách đó chính là chiếc bàn ăn hình bầu dục, thiết kế 8 ghế mặt bàn kiểu khung tranh,
Như quý khách đã nhìn thấy thì trong mặt bàn được chúng tôi chạm với các đường nét cổ điển và cực kỳ tỉ mỉ. Chiếc bàn ăn hình bầu dục của chúng tôi có kích thước là 1m95 và ngang là 96cm. Với các đường vân gỗ chạy dài vô cùng tự nhiên và đẹp mắt. Và đây thì chúng tôi xin cận cảnh cho quý khách thấy các đường nét chạm chỗ trên đường viền của khung tranh trên mặt bàn. Rất đẹp. Phần dạ bàn như quý khách đã nhìn thấy vẫn được chúng tôi chạm hoa văn với các đường nét cổ điển và đầy phong cách châu Âu. Bộ sản phẩm được thiết kế vẫn là dạng hai chân trụ vô cùng lớn. Chân trụ được thiết kế với dạng ba chân cong vô cùng uốn lượn và đẹp mắt. Và chúng tôi đang cận cảnh cho quý khách thấy là các đường nét tỉ mỉ chi tiết về cách chạm chỗ của chân trụ. Về màu sắc thì gỗ đỏ cực kỳ đẹp, đem đến cái nhìn hài hòa trong không gian nội thất gian phòng khách gia đình bạn. Và tiếp theo thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách đó chính là hình ảnh về chiếc ghế trên bộ sản phẩm. Như quý khách đang thấy thì được chúng tôi chạm hình hoa hồng vô cùng đẹp mắt, mang nét đẹp của phong cách Á Âu, đem đến cái nhìn đầy sang trọng và cuốn hút. Phần lưng tựa được thiết kế vô cùng dày dặn và chắc chắn, với dạng uốn lượn và có hình tràng hẹp, rất là hiện đại. Mặt ghế vẫn được chúng tôi thiết kế dạng liền tấm. Và đây là các đường vân trên mặt ghế. Ghế vẫn được thiết kế dạng 4 chân với 2 chân đứng vô cùng chắc chắn. Và 2 chân phía trước là thiết kế dạng cong, rất hiện đại. Bộ sản phẩm này chỉ với mức giá là 29 triệu đồng. Và bộ sản phẩm cuối cùng chúng tôi muốn giới thiệu đến quý khách trong ngày hôm nay đó chính là bộ bàn ăn kiểu cổ điển cực kỳ VIP với mức giá là 60 triệu đồng. Đây được xem là mẫu bàn ăn được ưa chuộng nhất trong 4 bộ bàn ăn tại Sơn Đông của chúng tôi. Mặt bàn như quý khách đang nhìn thấy là chúng tôi thiết kế với dạng uốn lượn cực kỳ đẹp mắt và thanh thoát. Với kích thước là 2m4 và chiều ngang là 94cm. Mặt bàn cực kỳ rộng để quý khách có những bữa tiệc tùng bên gia đình. Và đây là các đường vân trên mặt bàn.